Dạ cái kính thưa Mạnh Thường Quân, Ngô Văn Xuân, tụi con ở nhóm Mắt Thường Nhìn Cuộc Đời Bình Thường. Hôm nay thì được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân thì tụi con có một phần quà tới nhà của anh Mang Lợi. Phần quà bao gồm một phần mì tôm, một phần trứng, một phần sữa, một phần dầu, một phần gạo, một phần đường, một phần mắm và một phần nước tương ạ. Phần quà này là 300.000 và 200.000 tiền mặt. Tụi con sẽ trao cho hoàn cảnh hoàn cảnh của anh Mang Lợi. Hiện tại là có 10 con, 7 bây giờ là con lớn nhất của mình là bao nhiêu tuổi ạ? 30. Con lớn nhất là 32 tuổi, những đứa lớn thì đã đi làm rồi. Còn hiện tại là còn khoảng 4 em nhỏ ở nhà. Thì gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Đến hôm nay được nhận phần quà này ạ. Mình gửi lời cảm ơn đến cảm ơn ân nhân đã tặng cho mình một phần quà này ạ. Mình gửi một vài lời. Cảm ơn. Dạ. Thôi được ơn.